Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc khởi động đề án của Chính phủ hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, gọi tắt là đề án 01, và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác, 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị điều hành. Trong đó, ưu tiên các hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao chế biến sâu, phát huy ngành nghề truyền thống. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để sớm triển khai ban hành kế hoạch đề án chương trình cụ thể phù hợp với từng điều kiện của địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đại biểu đã bấm nút khởi động đề án 01 và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa.